nhập viện do dính ruột hồi tháng 6 vừa qua. Mặc dù có bảo hiểm y tế đúng tuyến, nhưng chị Hoàng Thị Thời ở Lạng Sơn vẫn phải thanh toán 177.000 đồng. Ở cách xa chị hơn 400 km, thường trực đường dây nóng của Bộ Y tế lập tức ghi nhận phản ánh của chị. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Gia sau đó đã phải xin lỗi và gửi lại chị Thời 177.000 đồng. Đây là tiền xét nghiệm viêm gan B, loại xét nghiệm không liên quan đến bệnh của chị, nhưng bác sĩ lại tự ý thực hiện. Câu chuyện của chị Thời là một trong hàng chục nghìn vụ việc đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời qua đường dây nóng 1900 9095. Khi phản ánh lên đường dây nóng, bất cứ mọi nơi là chúng tôi đều ghi âm cái phản ánh của người dân, ghi âm cái việc xử lý của các đơn vị, và từ đó để đánh giá cái mức độ cái đáp ứng với các phản ánh của người dân như thế nào. Như tai mắt của Bộ Y tế luôn hiện hữu tại 100% cơ sở y tế trong cả nước. 3 năm qua đã có gần 28.000 cán bộ, nhân viên y tế bị nhắc nhở, xử lý dưới nhiều hình thức. Trong đó có 35 trường hợp bị cách chức và thôi việc. Kỷ luật nhiều, mất thi đua, nhưng đó là sự đánh đổi cần thiết của ngành y tế để có được sự tin tưởng của người bệnh, của nhân dân. Trước đây thì gặp phải những vấn đề khó khăn đấy thì tôi chưa biết phải làm như thế nào. Từ khi có đường dây nóng thì tôi gọi điện trực tiếp thấy dễ dàng hơn. Cũng qua đó để chúng tôi có cái cơ hội giải trình với Bộ Y tế và cũng xem lại mình xem có điều gì chưa tốt để khắc phục, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau 3 năm hoạt động, mục tiêu lớn nhất của Bộ Y tế hướng đến trong thời gian tới là làm thế nào để đường dây nóng 1900 9095 ngày càng giảm nhiệt. Bởi khi đường dây này nguội đi và ít người gọi đến, có nghĩa là những bức xúc phàn nàn đối với ngành y tế đang vơi dần.